Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Linh Hải và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái bước đầu tiên để chúng ta có thể sáng tạo lên cái đứa con tinh thần của mình. Đó là bạn sẽ tạo lên những cái video và chia sẻ những cái thông tin đến với cả cộng đồng của mình. Thì đầu tiên, sau khi bạn sử dụng cái điện thoại của mình để có thể là chụp hình hay là quay những cái thước video về những chia sẻ của bạn, thì sau đó bạn sẽ copy cái dữ liệu từ điện thoại vào máy tính và thực hiện việc biên tập cái video đó. Hoặc là bạn có thể thực hiện việc quay màn hình giống như là tôi đang thực hiện như này. Thì có một cái phần mềm mà tôi đang sử dụng, và một cái phần mềm này nó rất là thông dụng với cả những người mà hay sử dụng quay màn hình, đó là Camtasia. Thì hiện tại cái bản mới nhất đó là Camtasia 9. Bạn có thể search được cả từ khóa Camtasia Studio ở trên Google thì sẽ ra rất nhiều những cái website. Thì bạn sẽ chọn cái website đầu tiên này, thì sẽ dẫn ra một cái bài viết rất là chi tiết về hướng dẫn cách cài đặt cũng như là sử dụng. Thì hiện tại cái bản Camtasia 9 này đang chỉ hỗ trợ cho máy tính mà chạy Win 64 bit, còn nếu như là bạn sử dụng máy tính mà chạy Win 32 bit thì bạn sẽ search và tải về cái bản Camtasia 8, hoặc bạn có thể truy cập vào cái đường link bit.ly/Camtasia8 -setup này. Thì đây là một cái bản cài mà tôi đã upload lên trên Google Drive, thì bạn có thể tải về và thực hiện việc cài đặt nó. Thì bạn sẽ tải về một cách chọn cái nút tải xuống ở đây. Sau đó thì sau khi mà tải về thì sẽ có một cái file dữ liệu này, bạn chọn chuột phải vào và giải nhẹ nó ra, chọn extract file thì nó sẽ ra một cái folder. Sau đó thì bạn chọn vào cái Camtasia này để cài đặt. Sau đó thì sẽ lựa chọn là ngôn ngữ là tiếng Anh, và ở đây nó có 3 ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Đức, thì chúng ta sẽ sử dụng là tiếng Anh và chọn là OK. Đó, thì chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Thì hiện tại cái máy tính của tôi đã cài đặt cái bản cái Camtasia 8 này rồi, vì vậy là ta có thể bỏ qua cái bước này. Đó, thì ở đây nó sẽ báo là đây là cái máy tính tôi đã cài rồi, thì sẽ báo một tính nhanh. Còn đối với cả cài mới thì bạn cứ hiện việc ấn vào cái nút Next này, các bước tiếp theo cứ ấn Next liên tục thì nó sẽ thực hiện xong việc cài đặt. Sau đó thì sau khi cài đặt xong, bạn sẽ vào cái mục Crack này và chạy cái file Crack này để có thể là thực hiện việc sử dụng cái phần mềm này trong đầu. Và chọn là tiếp và chọn là Next tiếp và chọn Next tiếp. Đó, thì đây là cái bản tôi đã cài đặt rồi, thì nó sẽ ra hiển thị này. Như vậy bạn cứ ấn vào Next thì sau đó sẽ thực hiện được việc cài đặt hoàn tất. Rồi, hoặc là bạn có thể sử dụng cái tải về cái bản cài Camtasia 9 và thực hiện việc cài đặt nó tương tự như vậy. Đó, thì ở đây Camtasia 8 này. Cái Camtasia 9 này thì chúng ta cũng thực hiện được tương tự như vậy. Đó, thì cũng chạy cái file này, sau đấy thì thực hiện được crack. Thì bạn có thể đọc hướng dẫn rất là chi tiết ở trong cái bài viết này. Rồi, như vậy là chúng ta chỉ sau vài bước đơn giản thì chúng ta có thể thực hiện được cài đặt nó. Thì ở trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái bước mà chúng ta có thể thực hiện việc bắt đầu việc quay màn hình, cũng như là việc chỉnh sửa những cái file và những cái dữ liệu mà chúng ta để có thể tạo nên những cái video thật là tuyệt vời. Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.